Đi phẫu thuật thẩm mỹ về, Lương Bằng Quang chia tay Ngân 98, thẳng tay chặn người cũ còn treo status Vũ. Đang mặn nồng, Lương Bằng Quang bỗng tỏ thái độ lạ với Ngân 98. Sau một thời gian chia tay Gia Gia Trương Nhi, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò với Ngân 98. Nam nghệ sĩ cho biết Ngân 98 là học trò của mình, thậm chí cả hai còn gọi nhau là chú cháu. Tuy nhiên chính anh đã thừa nhận bản thân dính tiếng sét ái tình với cô gái bé bỏng này. Cặp đôi chú cháu Lương Bằng Quang Ngân 98 càng thu hút chú ý dư luận khi cả hai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, lột xác ngoạn mục. Hình ảnh tình tứ của hai người xuất hiện dày đặc trên khắp các phương tiện truyền thông. Lương Bằng Quang dành những lời có cánh khen ngợi bạn gái kém tuổi. Chuyện tình cảm của tôi và Ngân 98 thì có 80% cư dân mạng ngăn cản và 20% còn lại tán thành. Tôi đã không làm theo số đông. Nói Ngân là bạn gái hiện tại chưa đủ mà phải thêm chữ duy nhất nữa. Ngân 98 là bạn gái ngoan nhất nhì cộng đồng mạng. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang đăng hai status là làm rộ lên nghi án đường ai nấy đi với Ngân 98. Thay vì công khai là em yêu như trước đây, nam ca sĩ họ Lương gọi bạn gái kém 16 tuổi là người cũ, thậm chí còn hủy kết bạn và chặn Facebook. Lương Bằng Quang đăng bức hình kỷ niệm và gọi bạn gái là người cũ. Hình cũ người cũ đã chặn. Lương Bằng Quang gồng mình giai đoạn này khiến mình cư xử nhẹ nhàng khi đường ai nấy đi. Trước thái độ của Lương Bằng Quang, Ngân 98 cũng đăng một dòng status là trong bức ảnh Ngân 98 ngồi một mình bên thác nước với dòng trạng thái tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến yếu tố bên ngoài. Thời điểm Ngân 98 treo status chỉ sau vài phút bạn trai đăng trên trang cá nhân, động thái này càng khiến cho cộng đồng mạng tin rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi. Khi trong lòng bình yên ở ngoài mưa bão cũng chả sao. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều về động thái của cặp đôi này. Rủ nhau đập mặt xong rồi đường ai nấy đi là sao ta? Người ta nói thay đổi gương mặt cũng sẽ thay đổi số mệnh của mình. Chắc có lẽ anh thay đổi gương mặt nên nó cũng thay đổi tình duyên của anh luôn.